Số 310, Kinh Đại Bảo Tích quyển 86, Hán dịch đời Đại Đường. Tam Tại Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Pháp Hội 22, Đại Thần Biến. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại khu vườn Kỳ Thọ cấp cô độc cùng với 1.150 vị Đại Tỳ Kheo và 8.000 Đại Bồ Tát đến hội họp đông đủ. Đại Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi và Tiên Tử Thương Chủ đều ở trong Pháp Hội. Bây giờ, Thiên Tử Thương Chủ làm lễ bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn. Như Lai thường dùng bao nhiêu loại thần biến để điều phục chúng sinh? Đức Phật dạy, này Thiên Tử, Như Lai dùng 3 loại thần biến điều phục chúng sinh. Một là thuyết pháp, hai là giáo giới, ba là thần thông. Thế nào gọi là Như Lai thuyết pháp thần biến? Như Lai dùng vô ngại đại trí thấy đời vị lai tất cả chúng sinh tâm hành họ sai khác. Đối với Tam Bảo, có tin hay không tin, và nghiệp nhân quả báo của họ đều thấy biết rõ. Như Phật đã nói, nếu đời hiện tại họ tạo nhân ác, họ sẽ đọa ác đạo, theo nghiệp mà tỏ báo quyết định không sai. Nếu là chúng sinh có thiện nghiệp, nhân duyên, tệ nguyện lực, thì từ ác đạo ra, sinh trong trời người, hoặc do ba thừa thanh văn chuyên giác và đại thừa mà được độ thoát. Trải bao nhiêu kiếp thọ khổ, thọ vui, sẽ được niết bàn, sẽ được gặp bao nhiêu Phật, các nghiệp như vậy quyết định không sai, hoặc là chúng sinh do thiện nghiệp, nhân duyên, tạng nguyện lực sẽ sinh vào dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trải bao nhiêu kiếp, do ba thừa ấy mà được giải thoát, công hạnh như vậy, sẽ được thấy Phật kính thờ cúng dường. Tất cả phẩm thượng trung hạ, thiện nghiệp, ác nghiệp như vậy, cho đến một niệm Như Lai đều biết rõ rồi thuyết pháp cho họ. Đây gọi là thuyết pháp thần biến. Thế nào gọi là giáo giới thần biến? Này Thiên Tử, hoặc dạy người địa giới như vậy, đây nên làm. Nên làm, đây nên tin, đây chẳng nên tin. Đây nên gần, đây chẳng nên gần. Pháp ấy tạp nhiễm, pháp ấy thanh tịnh. Cho đến đây là pháp nhiếp thọ tất cả công đức. Đây là tư lương thiện đạo. Đi con đường như vậy được thanh văn thừa, bích chi Phật thừa. Đi con đường như vậy sẽ được đại thừa. Phải lìa phi pháp. Phải trụ như pháp, như lời Phật dạy quyết định không sai. Đây là địa nghiệp địa ngục. Đây là nghiệp bàn sinh. Đây là nghiệp ngạ quỷ. Đây là nghiệp trời người. Phải bỏ pháp ác, phải tu pháp thiện. Đây là thánh đạo. Phải học như vậy. Những chúng sinh ấy qua lại cõi người, cõi trời người, lần vào niết bàn. Đức Phật chỉ dạy như vậy, trước sau, không uổng phí. Đây gọi là Như Lai giáo giới thần biến. Thế nào gọi là thần thông thần biến? Nếu vì địa phục chúng sinh kiêu mạn, hoặc hiện một thân làm nhiều thân, hoặc hiện nhiều thân làm một thân, nơi núi ngàn tường vách xuất nhập vô ngại, hoặc trên thân hiện ra lửa, dưới thân hiện ra nước. Dưới thân hiện ra lửa, trên thân hiện ra nước, vào đất như nước, đi trên nước như đất, lấy tay rờ xoa mặt trời mặt trăng, hoặc hiện thân lớn đến trời phạm thế, cho đến rộng lớn trùng khắp tam thiên đại thiên thế giới, tùy theo chỗ nào thích hợp thì hiện ra để được phục chúng sinh. Đây gọi là Như Lai thần thông, thần biến. Thiên Tử Thương Chủ lại bạch, Như Lai còn có thần biến nào hơn đây chăng? Đức Phật dạy, này Thiên Tử, Như Lai còn có thần biến thù thắng. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi, này Văn Thù Sơ Lợi, ông nên diễn nói thần biến thù thắng của Như Lai, khiến các Bồ Tát đắc pháp nhẫn tâm sâu, nhẫn xô dẹp chúng ma, cố làm cho pháp Bồ Đề của Như Lai trụ thế lâu dài. Văn Thù Sơ Lợi bạch. Bạch Thế Tôn, cho dù nếu Như Lai đem nước bốn biển lớn của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để trong lòng bàn tay, thì chúng sinh thủy tộc cũng không bị nhiễu động. Thần biến này chưa là thù thắng. Nếu Như Lai đối với tất cả pháp chẳng thể diễn đạt hết, không danh, không tướng, không sắc, không thanh, không hành, không tác, không văn tự, không hí luận, không biểu thị, rời tâm ý thức, dứt tất cả đường, ngữ ngôn, tịch tỉnh, chiếu minh, thì Như Lai dùng ngôn ngữ khai thị, tất cả thế gian đều chẳng hiểu biết được, Sa Môn Bà La Môn nghe đến kính sợ. Đây gọi là thần biến cao tột của chư Phật. Lại nữa, Đức Như Lai đem Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nạp vào trong miệng. Bốn thiên hạ không bị chướng ngại. Ánh sáng mặt trời mặt trăng chẳng bị che khuất, vẫn an ổn như cũ.
Chúng sinh trong ấy cũng chẳng hay biết nơi chỗ rời đi. Thân biến này chưa là thù thắng. Nếu Như Lai ở nơi tất cả pháp, chẳng thể nói được không văn tự. Cho đến rời tâm ý thức dứt đường ngôn ngữ tịch tịnh chiếu minh, mà dùng ngôn ngữ tuyên nói biểu thị hiển thị. Đây gọi là thần biến cao tột của chư Phật. Lại nữa, thân bất cộng của Như Lai, do nơi thần lực tùy theo chúng sinh thì hiện nhiều thứ thân, đều làm cho họ vui mừng. Thần biến này chưa là thù thắng. Nếu Như Lai vô ngã nói ngã, không chúng sinh nói chúng sinh, không nhân nói nhân, không dưỡng dục nói dưỡng dục, không danh nói danh, không sắc thọ tưởng hình thức nói sắc thọ tưởng hình thức, không xứ nói xứ, không giới nói giới, dù nói nhãn không mà nhãn chẳng nói không, dù nói sắc không mà sắc chẳng nói không, nói nhãn thức không mà thức chẳng nói không, cho đến ý không, pháp không và ý thức không cũng như vậy. Như Lai nói pháp vô danh, vô tướng, vô động, vô tri, vô ngôn ấy dẹp dứt tất cả tướng sinh diệt. Đây là Như Lai thần biến cao tột. Thần biến ấy chẳng tương ưng với nhãn, với sắc, với nhãn thức, cho đến chẳng tương ưng với ý, với pháp, với ý thức. Thần biến ấy chẳng hợp với thân, với tâm, vô hành, vô tác, rời các cảnh giới, tất cả thế gian chẳng thể tin được. Vì sao? Vì nói thế gian thì gọi là năm uẩn, nơi đây kẻ phàm phu vọng chấp trước. Hoặc nói uẩn thường, hoặc nói uẩn vô thường, do nghĩa ấy mà thế gian vọng nói uẩn là thường, rồi nghe nói vô thường thì chẳng tin. Do vọng thấy uẩn là vui, rồi nghe nói khổ thì chẳng tin. Do vọng thấy ngã, rồi nghe nói vô ngã thì chẳng tin. Do vọng thấy tịnh, rồi nghe nói bất tịnh thì chẳng tin. Do vọng thấy ngã sở, rồi nghe nói không ngã sở thì không tin. Do vọng chấp ngũ uẩn thật rồi, nghe nói không thật thì không tin. Do đây nên thần biến của Như Lai siêu việt tâm tướng, người nghe chẳng hân tưởng, nên tất cả thế gian chẳng thể tin. Lại nữa, vì siêu cảnh giới của nhãn căn nên chẳng phải là sắc pháp, gọi là thần biến. Vì siêu việt cảnh giới của nhĩ căn nên chẳng phải là thanh pháp. Thậm chí vì siêu việt cảnh giới của ý thức nên chẳng phải ý pháp. Như Lai chẳng thể hiển thị không phải là trí, đó là thần biến. Lại nữa, không vô tướng, vô nguyện là những điều chẳng thể nêu bày. Mà Như Lai nói không vô tướng, vô nguyện, đây gọi là thần biến. Không khởi, không tác, không tánh, không tướng, không sinh, không diệt, vốn dĩ là Niết Bàn, chẳng thể nói, mà nói Niết Bàn. Đây gọi là thần biến. Lại nữa, vì Bố Thí Ba La, vì Bố Thí Thanh Tịnh, Ba Luân, nên gọi là thần biến. Thế nào là Ba Luân? Đó là rời ngã tướng và lìa chúng sinh tướng. Chẳng niệm Bồ Đề vậy, trì giới thanh tịnh, đây gọi là thần biến. Vì đó là thân khẩu ý ba nghiệp vô sở tác. Nhẫn nhục thanh tịnh được gọi là thần biến, vì sát na hoại diệt không chỗ chấp trước. Tinh tấn thanh tịnh được gọi là thần biến, vì không đi không đến, thân tâm bất động. Thiền định thanh tịnh được gọi là thần biến, vì tâm không chỗ nương, trong ngoài tịch tỉnh. Trí tuệ thanh tịnh được gọi là thần biến, vì chiếu sáng các pháp trước tất cả kiến chấp sai lầm. Lại nữa, pháp không rời tướng xuất, mà nói pháp xuất ly, được gọi là thần biến. Pháp không sai biệt mà phân biệt phân tự được gọi là thần biến. Pháp không sở hành mà nói có tu hành được gọi là thần biến. Pháp không đến đi mà nói có đến đi được gọi là thần biến. Chứng nhập trong nhất đạo mà kiến lập các quả vị, đây gọi là thần biến. Trong pháp nhất vị mà phân biệt ba thừa, đây gọi là thần biến. Tất cả chư Phật chỉ là một Phật mà nói vô lượng Phật, đây gọi là thần biến. Tất cả cõi Phật chỉ là một cõi Phật mà nói vô lượng cõi Phật, đây gọi là thần biến. Vô lượng chúng sinh, tức một chúng sinh mà nói vô lượng chúng sinh, đây gọi là thần biến. Tất cả Phật Pháp chỉ là một Phật Pháp mà nói vô lượng Phật Pháp, đây gọi là thần biến. Pháp chẳng thể hiển thị mà hiển thị các Pháp, đây gọi là thần biến. Pháp vô sở đắc mà tu tập chứng nhập, đây gọi là thần biến. Bây giờ thiên tượng thương chủng bạch Đại Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi rằng, như chỗ tôi hiểu, ý nghĩa được đấng đại nhân từ nói, thì ở nơi tất cả Pháp có bao nhiêu sự nói năng, đều gọi là thần biến cả. Đại Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói,
Đúng như vậy, tất cả nói năng thật ra không có chỗ nào gọi là nói năng cả. Đây gọi là đại thần biến. Lúc nói pháp trên đây, có 12.000 thiên tử phát tâm, vô thượng bồ đề, 500 bồ tát đắc vô sinh pháp nhẫn. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo thiên tử thương chủ, ông nghe đại thần biến ấy mà chẳng kinh sợ chăng? Thiên tử thương chủ nói, tôi, tức là thần biến, sao lại kinh sợ? Tôn giả Xá Lợi Phất nói, có mật ý gì mà ông nói như vậy? Thiên tử thương chủ nói, tất cả các pháp thiện hoặc bất thiện, không động mà động. Đây gọi là đại thần biến. Vì thế nên người tạo nghiệp lành sinh lên cõi trời có hai đức lớn. Nghiệp lành ấy chẳng thể nghĩ bàn, tất cả chúng sinh qua lại sinh tử cũng chẳng thể nghĩ bàn. Đây gọi là thần biến. Như Đức Phật nói, bốn thứ cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Một là cảnh giới nghiệp chẳng thể nghĩ bàn. Hai là cảnh giới của rồng chẳng thể nghĩ bàn. Ba là cảnh giới thiền chẳng thể nghĩ bàn. Và bốn là cảnh giới Phật chẳng thể nghĩ bàn. Do nghĩa này mà nói tất cả pháp gọi là đại thần biến chẳng nên kinh sợ. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu Đức Như Lai nói đại thần biến ấy cảnh giới hư không, lại có kinh sợ chăng? Tôn giả đáp, không có. Thiên tử nói, nếu hư không chẳng kinh sợ, sao ngài lại nói, lại hỏi có kinh sợ chăng? Tôn giả nói, ông lẽ nào lại đồng như hư không ư? Thiên tử nói, như Đức Phật nói, không trong, không ngoài, có phải là hư không chăng? Tôn giả nói, đúng vậy. Thiên tử nói, vì thế nên tất cả chúng sinh là tánh hư không. Tôn giả nói, này thiên tử, như lời ông nói, chẳng bao lâu ông cũng sẽ hiện thần biến như vậy. Vì sao? Vì siêu quá tất cả cảnh giới là đại thần biến. Bây giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, thiên tử thương chủ đây từ xưa đã cúng dường cho Phật Thế Tôn và văn thù Xá Lợi nên mới thành tựu biện tài như vậy. Đức Phật bảo Tôn giả, này Xá Lợi Phất, đúng như vậy. Đúng như lời ông nói, đó là do văn thù Xá Lợi làm cho thành tựu. Này Xá Lợi Phất, thổ quá khứ vô lượng kiếp có Đức Phật hiệu Đẳng Tu Di Như Lai ứng cúng Đẳng Chánh Giác xuất hiện thế gian, nước tên An Lạc, kiếp tên Hoan Hỷ, tất cả chúng sinh nước ấy đều đầy đủ an vui cho đến không có chút tiếng khổ não. Nước ấy bằng bốn báu kim ngân, lưu ly và pha lê, đất bằng như bàn tay, sạch sẽ và dịu mềm như tiên y, không chỗ tai nạn, trời người đều sống mãi an ổn, đông nhiều khoái lạc vô lượng, do đó mà gọi là thế giới an lạc. Trong pháp của Đức Phật Đẳng Tu Di ấy, thuần là Bồ Tát tinh tấn, dũng mạnh trí tuệ sáng suốt, được Tu Đà La Vương Đà La Ni, biện tài vô tận, thiện xào phương tiện phân biệt thuyết pháp, thần thông trí tuệ cho dẹp ma oán, giải thoát vô ngại, thành tựu định nhẫn, khéo biết căn tánh đúng bệnh cho thuốc, đủ phước đức trí tuệ, tư lương lớn, làm bàn không cần tỉnh của các chúng sinh, dùng sức thần thông đi khắp các cõi nước chư Phật và biện trí hành, an trụ thế giới trí tuệ đa văn. Vô biên thiện căn phương tiện hồi hướng, trụ nơi mười lực, bốn vô úy và tất cả Phật Pháp, du hí tam muội các thiền giải thoát. Phật Thế Tôn dùng các đại Bồ Tát như vậy làm quyến thuộc. Nơi nước an lạc ấy, bây giờ có chuyển luân vương tên Tịnh Trang Nghiêm, dùng chánh pháp trị đời, thống lãnh bốn thiên hạ có đầy đủ bảy báu. Vua ấy có ngàn con trai để phát tâm vô thượng bồ đề. Vua Tịnh Trang Nghiêm và hậu cung cũng đều đã phát tâm vô thượng bồ đề. Đức Đẳng Tu Di Như Lai thọ 70 câu chi tuổi. Trong 100.000 năm, kính thờ cúng dường Đức Phật Đẳng Tu Di và chúng Bồ Tát, những đồ uống ăn y phục, đồ cần dùng, nhà vua cùng ngàn con trai và tất cả hậu cung đều được thanh tịnh, tình yêu chánh pháp, vui mừng chẳng còn có tâm khác, thường ở trước Đức Phật ấy, tự tay cúng dường thân cận nghe pháp. Quá 100.000 năm rồi, ngàn vương tử và hậu cung được thành tựu bốn niệm, những gì là bốn? Một là niệm Phật và Bồ Tát, hai là niệm thí, ba là niệm giới, bốn là chẳng quên tâm Bồ Đề. Vì được bốn niệm nên ngày đêm thường thấy Phật và các Bồ Tát. Thời gian sau, một hôm, nhân nghe pháp, nhà vua Tịnh Trang Nghiêm và hậu cung đến chỗ Phật. Đức Đản Tu Di Như Lai muốn giáo hóa các Bồ Tát nên ở giữa đại chúng hiện các thứ thần biến. Vua Tịnh Trang Nghiêm bạch Phật, bạch Thế Tôn, có thần biến nào hơn đây chăng?
Đức Đặng Tu Di Như Lai nói, này Đại Vương, Như Lai còn có thù thắng thần biến, đó là biết rõ quá khứ đại diệt, hiện tại chẳng trụ, vị lai chưa sinh, không có tâm sở mà nói pháp tâm và tâm sở ba đời. Trong pháp nhất vị nói ba giải thoát, nơi một diệt chứng nói bốn tánh đế, khai thị không vô tướng vô nguyện thành tựu chúng sinh, điên đảo khổ não, nói vô tướng vô phi thành tựu bồ đề, nơi chẳng giữ, chẳng bỏ nói bố thí ba la mật đa, nơi vô trụ vô tác nói trì giới ba la mật đa, nơi không ngã không pháp nói nhẫn nhục ba la mật đa, thân tâm tịch tỉnh nói tinh tấn ba la mật đa, chẳng loạn chẳng nhiếp nói thiền định ba la mật đa, rời lìa bờ bên bờ đây bờ kia nói bát nhã ba la mật đa. Không chỗ động niệm mà thực hành phương tiện, rời tướng nương nhờ mà tu tập tâm từ, dùng pháp vô tác mà tu tập tâm bi, vì lìa mừng vui mà tu tập đức hỷ, do pháp bất trụ mà tu tập đức xả, vì không chỗ thấy mà khởi thiên nhãn, vì không chỗ nghe mà khởi thiên nhĩ, không chỗ phan duyên mà khởi tha tâm trí, rời lìa tiền tế mà khởi trí túc mạng, thân tâm bất động mà khởi thân túc, chẳng trụ các pháp mà tu niệm xứ, vì không sinh diệt mà tu bốn chánh cần, chẳng phải căn nói căn, chẳng phải lực nói lực, các pháp tịch tỉnh mà nói bồ đề phần, các pháp không sai biệt mà nói tám thánh đạo, chẳng trụ tịch tỉnh mà tu samatha, viễn ly pháp tướng mà tu thì bát xá na, xưa nay vẫn tịch diệt mà nói niết bàn. Lúc Đức Phật Đặng Tu Di, vị vua Tịnh Trang Nghiêm và hậu cung nói pháp thần biến ấy, có 84.000 chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề, vô Tịnh Trang Nghiêm và 1.000 vương tử chứng vô sinh pháp nhẫn, rồi do thần lực của Phật liền ở trước Phật nói kệ tán thán. Như núi Tu Di, in bóng biển lớn, oai quang của Phật che khắp đại chúng, như mặt trời mọc phá tất cả tối, hao tướng của Phật chiếu khắp thế gian, như mặt trăng tròn, ánh sáng rực rỡ, Phật đức tròn đầy, tệ quang chiếu khắp. Ví như hoa sen, chẳng dính bùn nước, Phật ở tại đời, không hề nhiễm trước, như sơ tự Chúa, cầm nơi rừng sâu, đấng đại pháp phương, ở nơi tánh không, nói tất cả pháp chẳng có, chẳng không, khiến rời biên kiến, danh sư tự hống, vì tất cả tướng, hoặc sinh hoặc diệt, nói không sinh diệt, danh sư tự hống, chỉ rõ bờ này, hoặc dạy bờ kia, chẳng trụ các pháp, danh sơ tự hống, phân biệt hai tướng, là nhiễm là tịnh, các pháp tánh tịnh, danh sơ tự hống, tham sân si hành, theo phân biệt sinh, mà chẳng phân biệt, danh sơ tự hống, và thuyết sinh tử, do thường, do ngã, theo điên đạo khởi, danh sơ tự hống, sinh tử niết bàn, sơ nay tịch tịnh, là đại bồ đề, danh sơ tự hống, bị kiến chấp trói, lưu chuyện thế gian, khai thị tánh không, danh sơ tự hống, như đại sư, như lai đại sư, hiện những thần biến đều được khai thị, danh sơ tự hống với tất cả nghịch thuận, tâm ấy chẳng khuân động, thường an trụ bình đẳng, gọi tùy thuận pháp nhẫn, tùy thuận pháp lặng sâu của Đức Phật từng dạy, cũng chẳng chứng trong ấy, gọi là tùy thuận pháp nhẫn, lìa xa các ác lỗi, tăng trưởng các pháp lành. Trong ấy chẳng chấp trước, gọi tùy thuận pháp nhẫn. Nói tiếng các pháp không, nói tiếng mọi kiến giả, hai thứ đều không chấp, gọi tùy thuận pháp nhẫn. Tiếng vô biên Phật pháp, tiếng các thứ phiền não, chẳng phân biệt nơi tiếng, gọi tùy thuận pháp nhẫn. Nơi thế giới, nhẫn nhục, tinh tấn và định tuệ, mà tu hành như pháp, gọi tùy thuận pháp nhẫn. Chẳng bỏ tâm bồ đề, bình đẳng quán tất cả, thanh tịnh đạt bồ đề, gọi tùy thuận pháp nhẫn. Như Lai tự ý nói, khai thị các Phật pháp, nghe pháp không nghi hoặc, gọi tùy thuận pháp nhẫn. Nếu tôi chứng bồ đề, là đại sư tự hống, diễn nói thần biến này, như Phật nay đã nói. Nơi ruộng phước vô thượng, chẳng thể nghĩ bàn này, tôi đã gieo hạt giống, trọn không hề thoái chuyển. Giả sử đại địa rã, biển lớn đều khô cạn, căn lành tôi đã trồng, vĩnh viễn không thoái thất. Biết rõ tâm chúng sinh, tánh nó như hư không, trong sâu giống bồ đề, được phước đức vô biên,
Chỉ nguyện tôi hôm nay chỉ Đức Phật chứng biết, trời người càng tất bà, không ai có thể biết. Nay tôi nguyện tuyệt chẳng cầu, tháng phước của chư thiên, con sẽ được trí tuệ như Đức Phật Thế Tôn. Con trong 100.000 năm thân cận cúng dường Phật, vì phát nguyện Bồ Đề, tu vô biên hạnh này, nay con và ngàn con, các quyến thuộc hậu cung, nguyện thường cúng dường Phật để thành thục Bồ Đề. Nay con được thiện lợi, được thấy rõ chư Phật, được nghe diệu pháp này, ưa thích đạo Bồ Đề. Nếu ưa thích Bồ Đề, thì là thích ưa pháp, vì ưa xót chúng sinh, nên chẳng bỏ Phật thừa. Bây giờ trong chúng có Bồ Tát tên Pháp Tốc Tật nói với vua Tịnh Trang Nghiêm: Này Đại Vương, nhà vua chẳng tùy thuận thần biến của Như Lai, cũng chẳng phải hướng đến vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Này Đại Vương, Bồ Đề ấy an trụ trong Pháp giới, chẳng đến, chẳng đi, không tri, không hành, chẳng phải sắc, chẳng phải tướng, chẳng lấy, chẳng bỏ, như họa vẽ trong hư không, không có chạm đụng bản tánh vốn thanh tịnh. Này Đại Vương, Bồ Đề ấy vào tất cả chỗ vì các pháp bình đẳng vậy. Bồ Đề ấy không phân biệt vì rời các tướng vậy. Bồ Đề ấy tịch tỉnh vì ngăn dứt các tướng vậy. Bồ Đề ấy tánh thanh tịnh vì rời chấp trước vậy. Bồ Đề ấy bất động vì không tạp loạn vậy. Bồ Đề ấy gọi là tâm bình đẳng vì không chỗ khởi lên vậy. Bồ Đề ấy gọi là chúng sinh bình đẳng vì vốn vô sinh. Bồ Đề ấy gọi là bất sinh mà sinh vì duyên khởi vô tánh vậy. Bồ Đề ấy chẳng thể hiển thị vì rời tâm ý thức vậy. Này Đại Vương, Bồ Đề ấy vô sở hành vì siêu quá các cảnh giới vậy. Bồ Đề ấy vô hí luận vì rời tướng tầm tư vậy. Bồ Đề ấy là không vì tánh tướng không vậy. Bồ Đề ấy vô tướng vì rời tất cả tướng vậy. Bồ Đề ấy vô nguyện vì vô sở trụ vậy. Bồ Đề ấy vô tác vì không do nghiệp báo vậy. Bồ Đề ấy vô vi vì đời ba tướng vậy. Nay Đại Vương, Bồ Đề là tánh tướng như vậy. Nếu ở nơi pháp ấy mà có chỗ nguyện cầu thì uổng phí công của một mình một cách vô ích. Vì sao vậy? Đúng như tánh Bồ Đề ấy, Bồ Tát phải nên thực hành. Có thể thực hành như vậy thì gọi là chánh hạnh. Vua Tịnh Trang Nghiêm thưa: Bạch Bồ Tát Pháp Tốc Tật, xin chỉ dạy chánh hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát Pháp Tốc Tật nói: Này Đại Vương, xả bỏ các hữu, xả bỏ các sở hữu là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì chúng sinh bình đẳng không phân biệt. Học giới đầu đề là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì giới tánh bình đẳng vô sở hành. Rời sân nhiệt não là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì nhẫn tánh bình đẳng không có tâm tướng. Kiên cố dũng mãnh là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì tinh tấn bình đẳng, rời tâm hành, tế muội giải thoát là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì thiền định bình đẳng không sở duyên, tư lương văn tuệ là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì tuệ tánh bình đẳng không sở niệm, sinh nơi phạm trụ là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì nhiễm tịnh bình đẳng rời cả hai, khởi các thần thông là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì thần thông bình đẳng chẳng sinh niệm, đầy đủ biện tài là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì pháp nghĩa bình đẳng rời tâm tướng, thành tựu thắng giải là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì pháp giới bình đẳng vô sở động, tu bảy giác phần là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì quán chiếu bình đẳng chẳng giải đãi, khởi bốn nhiếp pháp là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì các pháp bình đẳng đồng sự việc, tâm bình đẳng đối với chúng sinh là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì tâm tánh bình đẳng không phân biệt, trang nghiêm cõi Phật là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì thanh tịnh bình đẳng như hư không, 32 tướng là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì quán pháp vô tướng nhập bình đẳng, thanh tịnh thân khẩu ý là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì rời ba nghiệp tánh bình đẳng, tùy hệ chúng sinh là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì tất cả chúng sinh bình đẳng, vô ngã, không nhèm chán sinh tử là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì biết rõ như mộng tánh bình đẳng, thường tu nghiệp lành là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì biết nghiệp bình đẳng không nghiệp báo, kiên cố tu hành là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì quán tất cả pháp như ảo hóa, an nhận các sự khổ là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì biết rõ bình đẳng khổ chẳng sinh, thân cận thiện hữu là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì nơi bạn chẳng phải bận tâm bình đẳng, siêng tu thâm tâm là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì quả báo bình đẳng không chỗ cầu, đa văn không nhàm chán là chánh hạnh của Bồ Tát. Vì thuyết pháp
thánh pháp bình đẳng. Chẳng xen lẫn pháp là chánh hạnh của Bồ Tát, vì bình đẳng thuyết pháp chẳng mong cầu. Nhiếp thọ chánh pháp là chánh hạnh của Bồ Tát, vì bình đẳng thành tục các Phật pháp. Thường cầu thật trí là chánh hạnh của Bồ Tát, vì tánh của đệ nhất nghĩa đế bình đẳng. Tâm mình khiêm hạ là chánh hạnh của Bồ Tát, vì tâm bình đẳng khiêm hạ đối với chúng sinh. Nhiếp toàn diện tất cả các công đức lành là chánh hạnh của Bồ Tát, vì công đức bình đẳng vô sở niệm. Vua Tịnh Trang Nghiêm nghe nói chánh hạnh của Bồ Tát như vậy, nhà vua rất vui mừng hớn hở, sinh lòng ưa thích, liền cởi y phục và đồ nghiêm sức trên thân, dâng cho Bồ Tát pháp tốc tật. Ngài Vương Tử cũng cởi đồ nghiêm sức trên thân, dâng Bồ Tát pháp tốc tật và nói và đồng nói rằng: nguyện tất cả chúng sinh thành Bồ Tát hạnh được biện tài ấy. Nay chúng tôi rất sung sướng được lợi ích lành là được thấy bậc thiện trí thức này để cung kính cúng dường. Bồ Tát pháp tốc tật nói với vua Tịnh Trang Nghiêm: chỗ cúng dường của nhà vua rất thấp kém, nên biết lại có sự cúng dường thù thắng. Bồ Tát pháp tốc tật nói kể rằng: chúng sinh khắp đại thiên đều theo hướng Bồ Đề. Giả sử trọn một kiếp đem nam nữ bố thí, nếu người nào phát tâm tịnh tính mà xuất gia theo Phật để tu học, phước này hơn phước kia. Chư Phật thuở quá khứ, tất cả Phật vị lai, ai mà chẳng xuất gia đều được thành Phật đạo. Tất cả Phật ba đời đều khen pháp xuất gia. Nếu thích cúng dường Phật, nên theo Phật xuất gia, dù đầy hằng sa cõi, trân bảo dân cúng Phật, chẳng bằng trong một ngày xuất gia tu tịch tỉnh. Người này gần Bồ Đề, xoa dẹp chúng ma quân, xuất gia chẳng phóng túng, pháp lành luôn tăng trưởng. Chẳng hư các căn lành, rời xa các phiền não, bỏ gia nghiệp phiền lụy, thuận đạo được đáng khen, được thánh khen. Xuất gia rời phiền não, trừ não rời ma nghiệp, tâm giải hành không nhiễm, rất nhanh chứng Bồ Đề. Nghe kể xong, lòng vua đối với vương tất cả ái dục, vương vị tự tại, thể đều rời bỏ, liền bạch Đức Phật: bạch Thế Tôn, con nguyện ở trong pháp luật lành của Phật xuất gia thọ giới. Đức Đặng Tu Di Như Lai bảo: này đại vương, xuất gia không hòa hoạn mà ta thường khuyên gắng, mến luyến ở nhà, chẳng phải là điều mà Phật hứa khả. Ở nơi vương vị, nhà vua còn ái trước, ta sẽ dạy nhà vua an trụ như pháp. Vua Tịnh Trang Nghiêm bảo Ngài Vương Tử: trong các con, ai có thể nối giữ vương nghiệp? Các vương tử đều nói: chúng con thích xuất gia, xin vua cha cho phép. Vua bảo: nếu các con đều xuất gia hết, thì nhân dân và cõi nước trong bốn thiên hạ này lấy ai dưỡng dục? Nếu trong các con, người nào đại bi vững chắc nên ra làm vua, khi tất cả chúng sinh an trụ pháp lành. Trong ngàn vương tử có một vị tên Niệm Đại Bi, nói kệ đáp lời vua cha: phụ vương nơi Phật pháp được nhiều công đức lành, con xin lãnh ngôi vua cũng sẽ học như vậy. Con thường tu phạm hạnh, trọn đời giữ tám giới. Con sẽ chẳng uống rượu, chẳng thoa đeo hương hoa, thân bỏ đồ trang sức, chẳng ngồi nằm tòa cao, chân chẳng mang giày vàng, đầu chẳng đội mã báu, chẳng mặc y phục đẹp, chẳng xem những kỹ nhạc, chẳng ngắm chim thú lạ, chẳng gần các cung nữ. Tuần khắp bốn thiên hạ, tuyên hành mười đạo lành, quả trách lỗi tại gia, khen ngợi pháp xuất gia, bỏ kiêu mạn phóng túng, thân cận ngôi tam bảo, chẳng bỏ tâm bồ đề, thường nhàm chán ba cõi, dùng thí ái lợi hành, đồng sở nhiếp chúng sinh, đại thừa khiến trụ hết, đều sẽ được thành tục, ngày đêm cả sáu thời sẽ quá đến chỗ Phật, để được nghe chánh pháp cúng dường Đức Như Lai. Đức Đặng Tu Di Như Lai khen Vương Tử Niệm Đại Bi: lành thay, nay tiện nam tử, vì ông thấy pháp bình đẳng nên ăn trụ đại bi chánh tính nơi xuất gia. Trong hàng Bồ Tát tại gia ông là tối thắng, cùng với công đức xuất gia không khác. Vô Tình Trang Nghiêm liền lập niệm đại bi nối ngôi vua, rồi cùng 999 vương tử theo Phật xuất gia. Khi đã xuất gia rồi, Đức Đặng Tu Di Như Lai dạy cho pháp thần biến như vậy, sau đó chẳng lâu chứng được năm phép thần thông, chứng niệm tổng trì, đa văn trí tuệ. Niệm đại bi trong ngày rằm,
Thọ ngôi quán đảnh rồi, cũng đem pháp ấy tuyên bày giáo hóa cho tất cả chúng sinh trong bốn châu thiên hạ. Có 92 câu chi chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề, cùng theo Phật xuất gia tu hành, an trụ đại thừa, được bất thoái chuyển. Nay Xá Lợi Phất, ông xem pháp ấy có vô lượng công đức, thành thục tất cả căn lành chúng sinh. Nay Xá Lợi Phất, vô tình trang nghiêm tựa xưa ấy là thiên tử thương chủ đây. Bồ Tát Pháp Tâu Thật ấy nay là Đại Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi. Ngàn vương tử ấy nay là ngàn Phật trong hiền kiếp. Chính vương tử niệm đại bi ấy nay là thân ta đây. Này Xá Lợi Phất, các Bồ Tát ấy thâm tâm chánh hạnh chẳng phóng tốn nên được vô thượng bồ đề. Lúc Đức Phật nói pháp tu hành thọ xứ ấy, có 32.000 thiên tử phát tâm vô thượng bồ đề. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: Ngài và thiên tử thương chủ đã lâu tu phạm hạnh, cúng dường nhiều chư Phật trồng các căn lành. Đại Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói: Này Đại Đức, luận về phạm hạnh gọi là tám thánh đạo là pháp hữu vi, tôi là vô vi, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Luận về phạm hạnh gọi là có sở hành, tôi không sở hành, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Lại phạm hạnh ấy gọi là hai tướng, tôi không hai tướng, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Lại phạm hạnh ấy gọi là diệt phiền não, tôi không phiền não, nên cũng không sở diệt, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Vì dông đuổi theo năm dục nên nói phạm hạnh. Với năm dục tôi vốn chẳng hành, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Vượt khỏi ma đạo gọi là phạm hạnh, tôi đang an trụ trong ma đạo, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Thành tựu pháp thiện gọi là phạm hạnh, nơi thiện ác tôi đều vô sở đắc, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Chánh vị an trụ của thanh văn duyên giác gọi là phạm hạnh, tôi không sở chứng, nên tu phạm hạnh không lâu. Tu đạo niết bàn gọi là phạm hạnh, nơi niết bàn tôi không nguyện cầu, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Lại nữa này tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả nói tôi cúng dường nhiều chư Phật. Tôn giả cho rằng Như Lai có thể cúng dường chăng? Tại sao Như Lai chẳng phải sắc, cũng chẳng thấy được, thì sao lại cúng dường được? Như Lai, Đức Như Lai chẳng phải thọ trì và dứt tất cả thọ. Đức Như Lai chẳng phải tưởng và đôi lìa tất cả kết sở. Đức Như Lai chẳng phải hành vì cứu cánh vô tác. Đức Như Lai chẳng phải thức vì ra khỏi tâm ý. Làm sao chúng cúng dường được Như Lai? Lại Đức Như Lai sở hành nơi tánh không, nên không phải là giới của nhãn. Đã trụ nơi biên tế vô tướng nên không phải là giới của nhĩ thanh. Đã xa lìa hai tướng nó không phải của tỷ hương, là chứng tướng không thể biết được nó không phải là giới của hương vị. Đã chứng được tướng không tướng ngại nó không phải giới của thân. Xúc đã hội nhập được theo tánh bình đẳng nó chẳng phải là giới của ý pháp. Thì làm sao gọi là cúng dường Như Lai được? Lại Như Lai gọi là pháp giới, gọi là chư như, vào thực tế, trụ đại không, chẳng động bản tánh, giúp các hỷ luận, không trụ phan chuyên, chẳng trụ nơi thức, chẳng nương vào ba cõi, chẳng trụ đời này, đời sau, thường, tịch, cực tịnh, rời thân, khẩu ý, không hình, không tướng, không hủy, không dự, không lậu, không thất, như hư không, khắp tất cả, làm sao có thể nói là cúng dường Như Lai được. Lại nữa này tôn giả, như lời tôn giả nói trộm các căn lành ấy chẳng phải gốc thân kiến, chẳng phải gốc tham sân, chẳng phải điên đảo, chẳng phải trụ gốc năm uẩn, sáu nhập bảy tức, chẳng phải gốc tám tà, chính não, mười nghiệp đạo bất thiện. Căn lành ấy chẳng phải gốc giới học, tâm học, tuệ học, chẳng phải gốc chánh hướng đến đạo, chẳng phải gốc minh giải thoát, chẳng phải gốc bốn đế, sáu phép thần thông, chẳng phải gốc chánh định thứ lớp, mười vô học, chẳng phải gốc năm căn năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần. Lại căn lành ấy chẳng phải gốc kết sở, chẳng phải gốc chướng ngại, chẳng phải gốc ác tác, chẳng phải gốc sinh diệt, kiến, đoạn và thường kiến, ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến,
Thọ giả kiến chẳng phải gốc uẩn ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma, chẳng phải gốc vọng niệm, vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ ái, thủ hữu, sinh lão, tự ưu não. Chẳng phải gốc của dục giới, sắc và vô sắc giới. Chẳng phải gốc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Chẳng phải gốc từ bi, hỷ, xả, chẳng phải gốc chứng của thanh văn chuyên giác. Luận về căn lành của Bồ Tát là gốc nhất thiết trí, tâm vô sở trụ, không gốc không tự tác tha tác, gốc nhẫn nhục điều phục, gốc trang nghiêm thân, khẩu ý, gốc đại từ đại bi, gốc thành tục tất cả chúng sinh, gốc chứng thọ tất cả pháp, gốc thành tục tất cả Phật pháp, gốc chẳng bỏ dứt bỏ, giống tam bảo, gốc bỏ tất cả sở hữu chẳng cầu quả báo, gốc chứa hợp các pháp lành chẳng cầu tích phạm, gốc phát đại tinh tấn chẳng tích tiểu thừa, gốc tu tập thiền định chẳng ham say, gốc lấy không gì bỏ, để hành trí tuệ, gốc vào khắp các hành, để tu phương tiện, gốc đủ mười lực bốn vô úy, gốc được Đà La Ni, vô ngại biện, gốc được xuất thần thông thanh tịnh Phật độ, gốc đến ngồi cội Bồ Đề chỉ pháp luân. Lúc Bồ Tát Phân Thù Xá Lợi nói ba thứ nghĩa quyết định ấy, tất cả đại chúng đều khen lành thay, đem các thứ hoa đẹp rải lên Đức Thế Tôn và Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi mà nói, nếu trong cõi Phật không có Văn Thù Xá Lợi thì Phật chẳng xuất thế. Chẳng phải Văn Thù Xá Lợi thì chẳng thành tục được căn rộng lớn cho tất cả chúng sinh. Nếu ai được nghe pháp môn của Văn Thù Xá Lợi nói mà chẳng kinh sợ thì xa rời tất cả ba nghiệp chướng ngại được quang minh thanh tịnh nơi đại thừa này. Kinh Đại Bảo Tích quyển 87. Hán dịch đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí. Pháp hội 22, Đại Thần Biến phần 2. Bây giờ Đức Thế Tôn ở giữa đại chúng khen ngợi Thiên Tử Thương Chủ, lành thay như lời ông nói, nay Thiên Tử. Ông nghe thần biến của Văn Thù Xá Lợi nói mà có thể biết rõ thì không còn kinh sợ các thần biến khác. Vì sao? Vì sự sợ hãi rất lớn của tất cả thế gian là trong ý tưởng thường mà nói vô thường, trong ý tưởng lạc mà nói khổ, trong ý tưởng ngã mà nói vô ngã, trong ý tưởng tịnh mà nói bất tịnh, trong ý tưởng có mà nói không có, trong các kiến chấp mà nói không, trong ý tưởng tịch tịnh mà nói vô tướng, trong ba cõi mà nói vô nguyện, nơi ngã ngã sở mà nói không chấp trước. Nếu ở trong đây mà không kinh sợ thì gọi là an trụ chánh điều phục. Vì sao? Mình nếu sinh lòng kinh sợ thì ở nơi pháp ấy chẳng thọ trì được. Đó là chấp trước nơi ngã mà ngã sở. Nếu không chấp trước thì không có trụ. Nếu không có trụ thì không có động. Nếu không có động thì không có đi, không có đến. Không có đi, không có đến thì không có thọ nhận. Không có thọ nhận thì không có chấp giữ, không có chấp giữ thì không có điên đảo, không có điên đảo thì không có tà kiến, không có tà kiến thì không có chánh tính, không có chánh tính thì không có chánh kiến, không có chánh kiến thì không có chánh định, không có chánh định thì không có loạn tâm, không có loạn tâm thì không có trụ xứ, không có trụ xứ thì không có kiến lập, không có kiến lập thì không có thức tướng, không có thức tướng thì không có tư duy, không có tư duy thì không có chỗ nắm bắt, không có chỗ nắm bắt thì không có phan duyên, không có phan duyên thì không có phân biệt, không có phân biệt thì không thấy có mình có người, không thấy có mình có người thì không có tương tục, không có tương tục thì không có phiền não, vì không có phiền não nên không có nhân của phiền não, vì không có nhân của phiền não nên được cái thấy sáng suốt. Vì cái thấy sáng suốt nên được có trí tuệ, vì có trí tuệ nên được tâm quảng đại, được tâm quảng đại nên ma không có cơ hội để quấy nhiễu làm hại. Vì dẹp được ma thì không còn gì làm chướng ngại được, vì không còn chướng ngại nên tất cả Phật pháp được hiện tiền. Như vậy này Thiên Tử, tất cả pháp không sinh, không tạo tác mà khai thị nhiên thiết thì gọi là tiếng nói đại thần biến. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, như chỗ tôi được hỏi, có phải Ngài đều dùng bí mật thuyết chăng? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, nay Tôn giả, tất cả các pháp, văn tự nhóm hợp, giả danh an lập,
Văn tự vô tận tùy theo sự ưa thích mà tuyên nói vô tánh của các pháp, tuyên nói đúng như được hiểu. Này tôn giả, tất cả các pháp xa lìa tự tánh, không tích tập, không sở kiến, chỉ tùy ưa thích mà tuyên thuyết đúng như vậy. Nhưng tất cả pháp không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, chẳng tại phương, chẳng rời phương, không học không tan. Nếu dùng văn tự tuyên nói tất cả Phật pháp, tất cả chúng sinh, chẳng pháp chẳng từ thân phát xuất, chẳng từ tâm phát xuất, chúng từ nhân duyên sinh. Như văn tự ấy không có tích tập, tâm và tâm sở pháp cũng không tích tập, nhưng tâm, tâm sở không tích tập, tất cả phiền não chướng ngại cũng không tích tập. Như phiền não chướng ngại không tích tập, trí tuệ cũng không tích tập, bởi thế nên phiền não và trí tuệ của cả hai đều xả ly, vì phiền não và trí tuệ đều vô sở trụ. Đây gọi là tuyên nói đại thần biến. Thiên tử thương chủ bạch Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: những gì là trí của Bồ Tát? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói: này thiên tử, khổ trí là trí của Bồ Tát, vì chẳng nhàm chán các uẩn. Tập trí là trí Bồ Tát, vì chứa học các căn lành. Diệt trí là trí Bồ Tát, vì thị hiện có sân. Đạo trí là trí Bồ Tát, vì rời lìa ác đạo. Nhân vì chỗ làm chẳng hư hoại. Duyên trí là trí Bồ Tát, vì dứt trừ sinh tử. Phật trí là trí Bồ Tát, vì khiến chứng nhập. Duyên sinh trí là trí Bồ Tát, vì không chấp trước. Uẩn trí là trí Bồ Tát, vì trừ uẩn ma. Giới trí là trí Bồ Tát, vì pháp giới bình đẳng. Xứ trí là trí Bồ Tát, vì khéo quán không tụ. Thí trí là trí Bồ Tát, vì không phi thời. Giới trí là trí Bồ Tát, vì nhiếp các kẻ phá giới. Nhẫn trí là trí Bồ Tát, vì giữ gìn chúng sinh. Tinh tấn trí là trí Bồ Tát, vì làm nghiệp lành. Thiền định trí là trí Bồ Tát, vì chẳng rời định tâm. Trí tuệ trí là trí Bồ Tát, vì biết rõ các pháp. Phương tiện trí là trí Bồ Tát, vì thành tục chúng sinh. Từ trí là trí Bồ Tát, vì cứu vớt các cõi. Bi trí là trí Bồ Tát, vì không mỏi mệt. Hỷ trí là trí Bồ Tát, vì ưa vô chánh pháp. Xả trí là trí Bồ Tát, vì thành tựu Phật pháp. Quan sát trí là trí Bồ Tát, vì an trụ niệm xứ. Chánh cần trí là trí Bồ Tát, vì thuận bình đẳng. Thân túc trí là trí Bồ Tát, vì không tác dụng. Tính căn lực trí là trí Bồ Tát, vì rời tất cả chấp trước. Tinh tấn căn lực trí là trí Bồ Tát, vì phá trừ tất cả phiền não. Niệm căn lực trí là trí Bồ Tát, vì chẳng mất chánh niệm. Định căn lực trí là trí Bồ Tát, vì tất cả pháp bình đẳng. Tuệ căn lực trí là trí Bồ Tát, vì biết các căn tánh. Bồ đề phần trí là trí Bồ Tát, vì tự nhiên giác ngộ. Thánh đạo trí là trí Bồ Tát, vì cứu vớt các ác đạo. Tận trí là trí Bồ Tát, vì căn lành vô tận. Vô sinh trí là trí Bồ Tát, vì được vô sinh nhẫn. Niệm Phật trí là trí Bồ Tát, vì thành tựu thân Phật. Niệm pháp trí là trí Bồ Tát, vì chuyển pháp luân. Niệm tăng trí là trí Bồ Tát, vì vào chúng bình đẳng. Niệm xả trí là vì trí. Niệm xả trí vì chẳng bỏ tất cả chúng sinh. Niệm giới trí là trí Bồ Tát, vì viên mãn tất cả nguyện. Niệm thiên trí là trí Bồ Tát, vì lìa tất cả. Chúng sinh căn trí là trí Bồ Tát, vì biết rõ vô lượng. Viên mãn trí là trí Bồ Tát, vì giới không khuyết. Chúng sinh nghiệp trí là trí Bồ Tát, vì như thật tương ưng. Xứ phi xứ trí là trí Bồ Tát, vì chẳng thấy có xứ. Thập lực trí là trí Bồ Tát, vì nhiếp các thanh văn, duy giác. Tứ vô úy trí là trí Bồ Tát, vì biết rõ chướng chẳng chướng. Quá khứ thế vô ngại trí là trí Bồ Tát, vì không chỗ chấp trước. Vị lai thế vô ngại trí là trí Bồ Tát, vì tất cả pháp không chỗ đến. Hiện tại thế vô ngại trí là trí Bồ Tát, vì tất cả pháp vô sở trụ. Tất cả chúng sinh thọ vô lượng thân trí là trí Bồ Tát, vì từ ngữ ngôn sinh tất cả chúng sinh. Ngôn âm sai biệt trí là trí Bồ Tát, vì từ tâm sinh tất cả chúng sinh. Tâm sở động trí là trí Bồ Tát, vì hay biết rõ. Vô quá thất trí là trí Bồ Tát, vì biết rõ lỗi lầm của tất cả chúng sinh. Vô thốt đạo bào trí là trí Bồ Tát, vì hay dứt tất cả sự tranh luận. Bất thiện niệm trí là trí Bồ Tát, vì an trụ chúng sinh loạn tâm. Nhiếp chúng sinh trí là trí Bồ Tát, vì nhiếp phục các kẻ giải đãi. Bất
Phật bất cộng trí là trí Bồ Tát, vì biết ứng hóa. Đại phương tiện trí là trí Bồ Tát, vì nương vào bát nhã. Này thiên tử, trên đây gọi là trí của các Bồ Tát, do trí này sẽ được vô ngại đại trí của Như Lai. Thiên tử thương chủ bạch. Bạch Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thật hy hữu các trí Bồ Tát ấy là tối thù thắng trong ba cõi, chẳng thể dùng ít trang nghiêm mà thành tựu được. Nếu hay phát sinh trí tuệ ấy là đại thần biến. Thế nào là Bồ Tát ở nơi pháp này mà có thể trang nghiêm đầy đủ? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, này thiên tử, nếu nghe nói tất cả chúng sinh xưa nay vốn tịch diệt mà chẳng kinh sợ thì gọi là Bồ Tát trang nghiêm đầy đủ. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là Bồ Tát? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, nếu hành Bồ Đề mà vô sở trụ thì gọi là Bồ Tát. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Ma Ha Tát? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, đã qua khỏi các hành viên mãn đại trí là Ma Ha Tát. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào nói là chúng sinh thù thắng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, do trí tuệ nên chẳng chấp trước các pháp, dùng sức phương tiện nhiếp thọ tất cả, nên gọi là chúng sinh thù thắng. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là chúng sinh thanh tịnh? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, vì chẳng ở chung với phiền não, vì trừ bệnh phiền não cho chúng sinh mà phát đại tỉnh tấn, nên gọi là chúng sinh thanh tịnh. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là chúng sinh rốt ráo thanh tịnh? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, nếu vì độ thoát tất cả chúng sinh mà tịnh tu đạo phẩm thì gọi là chúng sinh rốt ráo thanh tịnh. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là làm thế đạo sư? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, nếu hay an trụ đạo sở hành mà thành thục vô lượng vô biên chúng sinh thì gọi là thế đạo sư. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát an trụ điều phục? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, nếu ở nơi chúng sinh đáng được điều phục mà có thể làm cho họ an trụ cố gắng điều phục thì gọi là điều phục. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát được dũng mãnh? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, nếu hay thành thục tất cả chúng sinh dẹp phá ma oán khiến ra khỏi sinh tử thì gọi là dũng mãnh. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát khó ngăn phá được? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, nếu hay thành mãn sở nguyện tuổi xưa chẳng cầu chứng đạo của thanh văn duyên giác thì gọi là Bồ Tát khó khăn phá được. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát thắng hơn tất cả? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, dùng trí phương tiện hội trì chánh pháp, thành thục chúng sinh, được sợ kính ngưỡng của tất cả trời người thì gọi là thắng hơn. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là thuyết pháp? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, y lời Phật nói, phá trừ tất cả tà luận dị luận thì gọi là thuyết pháp. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là thuyết luật? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, tự an trụ nơi giới luật có thể dứt trừ phiền não ác nghiệp cho chúng sinh thì gọi là thuyết luật. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là đầy đủ lợi ích chúng sinh? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, bao nhiêu căn lành chứa hợp đều được hồi hướng tất cả thì gọi là đầy đủ lợi ích chúng sinh. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là trực tâm? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, đối với tham sân si xiểm khúc của chúng sinh mà chẳng chán ghét thì gọi là trực tâm. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là chẳng xiểm khúc? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, đó là lời nói thành thật. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là rời lìa sự lừa dối? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, sau khi suy gẫm kỹ rồi mới nói. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là xa lìa kiêu mạn? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, đối với tất cả chúng sinh chẳng cống cao ngã mạn. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là đại thí? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, vô thượng bồ đề khó được mà đã chứa hợp, còn đem bố thí cho chúng sinh, huống là những vật thế gian, đây gọi là đại thí. Thiên tử hỏi, Bạch Văn Thù Sư Lợi, thế nào là đầy đủ giới? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, cho đến dù phải mất mạng cũng chẳng bỏ tâm bồ đề, đây gọi là đầy đủ giới.
Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là nhẫn? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, hay nhẫn được sự bức bách mà chẳng bức bách người, đây gọi là nhẫn. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là tinh tấn? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, giảng ra các pháp, không có chút pháp có thể nắm bắt, đây gọi là tinh tấn. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là thiền định? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, chẳng thấy dục giới, đây gọi là thiền định. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là trí tuệ? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, không có phân biệt, đây gọi là trí tuệ. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là an trụ nơi từ? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, quán sát chúng sinh, giới, rỗng không, không có, đây gọi là an trụ nơi từ. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là an trụ nơi bi? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, biết tất cả pháp không mà chẳng bỏ tinh tấn, đây gọi là an trụ nơi bi. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là an trụ nơi hỷ? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, an trụ đại tịch lạc cầu pháp không nhàm chán, đây gọi là an trụ nơi hỷ. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là an trụ nơi xả? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, chẳng nhiễm pháp của thế hay cứu thế gian, đây gọi là an trụ nơi xả. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là thân thanh tịnh? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, tùy ý ân thuận ở trong tất cả chúng sinh thể hiện bình đẳng, đây là thân thanh tịnh. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là lời nói thanh tịnh? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, phạm vô thuyết pháp đều luôn hoàn toàn không uổng phí, đều có thể thực hiện trọn vẹn cho tất cả chúng sinh. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là ý thanh tịnh? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, tất cả chúng sinh có bao nhiêu tâm niệm, Bồ Tát trong một tâm đều có thể biết rõ cả. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là thiên nhãn? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, có thể thấy tất cả sắc tướng quang minh mà không chấp trước. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là thiên nhĩ? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, có thể nghe tất cả âm thanh mà rời lìa tướng âm thanh. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là tha tâm? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, biết rõ các tâm sinh diệt lưu chú. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là túc mạng? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, chẳng động thực tế mà biết rõ tiền tế. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là thần thông? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, chẳng động ba nghiệp mà dẹp phá các ma. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là điều phục? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, có thể điều phục tất cả kẻ khó điều phục. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là thủ hộ? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, chẳng bị các căn làm nhiễu loạn. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là điều thuận? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, tất cả các pháp chẳng dao động được. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là tịch tỉnh? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, ở trong lửa phiền não mà chẳng bị cháy, độ người phiền não vì họ thuyết pháp. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là tịnh tính? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, nếu nghe nói thân Phật là pháp sắc tướng thì hoàn toàn chẳng tin nhận, chẳng bị nhiễu hại. Thiên thượng hỏi, Bạch Văn Thù Xá Lợi, thế nào là Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, nếu thấy chúng sinh có phiền não lỗi lầm, thì cũng như thấy vô thượng Bồ Đề, đây gọi là Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo. Lúc nói pháp trên đây, có 2.000 chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, 500 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Đức Thế Tôn khen rằng, lành thay, lành thay, Văn Thù Xá Lợi có thể khéo diễn thuyết Bồ Tát hạnh, đây là đã nhiếp vô lượng công đức của tất cả Bồ Tát. Thiên thượng Thương Chủ lại bạch Bồ Văn Thù Xá Lợi, thuở trước Ngài cung kính cúng dường bao nhiêu Phật Thế Tôn mà được biện tại ấy? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, ví như ảo nhân tâm số đại dứt. Thiên tự hỏi, tâm tướng của chúng sinh còn bất khả đắc, huống là ảo nhân mà có tâm dứt? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, chư Phật Như Lai tánh tướng như vậy, tôi y pháp ấy mà cúng dường Như Lai. Thiên tự hỏi, Ngài thực hành đàn ba la mật đã bao lâu rồi? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, như hóa nhân do Phật hóa ra, nếu có ai hỏi thực hành đàn ba la mật đa được bao lâu, thì hóa nhân sẽ đáp thế nào? Thiên tự nói, không thể đáp. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, tôi cũng như vậy.
sao lại hỏi thực hành bao lâu? Thiên tử hỏi, ngài an trụ nơi tâm bẩn xiển chăng? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, đúng vậy. Thiên tử hỏi, ý ngài thế nào? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, tôi chẳng bỏ Phật Pháp, chẳng rời chúng sinh, nên đúng là bẩn xiển. Thiên tử nói, cứ như ý nghĩa mà ngài đã nói, thì ngài cũng là phá giới chăng? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, đúng vậy, luận về người phá giới thì bị đọa ác đạo, tôi bị đọa chúng sinh khổ mà vào trong ác đạo nên gọi là phá giới. Thiên tử hỏi, ngài phát khởi tâm tổn hại chăng? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, đúng vậy, luận về tâm tổn hại thì gọi là chẳng yêu mến. Đối với phiền não và dị thừa, tôi đều chẳng yêu mến nên gọi là tâm tổn hại. Thiên tử hỏi, có phải ngài lười biếng chăng? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, đúng vậy, tôi chẳng phát khởi ba nghiệp thân khẩu ý, không chỗ tiến cầu, chẳng lấy chẳng bỏ, nên tôi đúng là lười biếng. Thiên tử hỏi, có phải ngài tán loạn chăng? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, đúng vậy, luận về người tán loạn là chẳng an trụ tâm giải thoát. Vì thành tựu tất cả chúng sinh mà tôi chẳng an trụ giải thoát, nên gọi là loạn tâm. Thiên tử hỏi, có phải ngài vô trí chăng? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi đáp, đúng vậy, luận về kẻ vô trí đồng với những người ngu muội sai lầm, chẳng sợ sinh tử. Đối với sinh tử, tôi chẳng kinh sợ vì muốn thành tựu các chúng sinh ngu muội sai lầm, mà đồng sự nghiệp với họ nên gọi là vô trí. Thiên tử nói, ngài là bậc đáng nhận sự cúng dường của thế gian. Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, tôi đối với tất cả sinh lòng sát hại, tôi sát hại tham sân si cho họ, nên là người đáng được thế gian cúng dường. Thiên tử hỏi, như lời ngài đã nói, sẽ làm cho thế gian đều phải kinh sợ chăng? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, này thiên tử, nếu thực tế kinh sợ thì thế gian kinh sợ. Vì sao? Vì thế gian, vì tất cả thế gian, tức thực tế. Thiên tử hỏi, nếu có người hủy bán thuyết này, thì sẽ đến chỗ nào? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, sẽ đến Niết Bàn. Vì sao? Vì trong thánh giải thoát không có văn tự, nên phá hủy ngôn thuyết thì được đến Niết Bàn. Do nghĩa ấy, nên tất cả pháp bản lai giải thoát chẳng còn giải thoát nữa. Vì đã giải thoát rồi, lẽ nào lại giải thoát nữa ư? Thiên tử hỏi, người hủy bán chánh pháp, lẽ nào chẳng đọa địa ngục ư? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, nếu đã giải thoát thì rời lìa các hoạt nghiệp, sao lại đọa địa ngục? Thiên tử hỏi, như lời ngài nói, không người tán trợ. Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, trong không vô tướng vô nguyện, tán trợ chỗ nào? Thiên tử hỏi, người tu không hành nên an trụ chỗ nào? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, nên an trụ nơi từ, vì chúng sinh như ảo hóa, tự tánh vốn không. Thiên tử hỏi, thế nào biết rõ chúng sinh giới? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, thấy tất cả chúng sinh từ nhân duyên khởi, chẳng đoạn, chẳng thường, nên hoàn toàn biết chúng sinh giới. Thiên tử hỏi, chúng sinh giới có nghĩa là gì? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, chúng sinh giới tức là pháp giới. Thiên tử hỏi, thế nào là pháp giới? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, tự tánh không giới gọi là pháp giới. Thiên tử hỏi, sao gọi là hư không giới? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, vượt qua tất cả cảnh giới là hư không giới. Thiên tử hỏi, những gì là siêu quá giới? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, là Phật cảnh giới. Thiên tử hỏi, sao gọi là Phật cảnh giới? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói, nhãn giới là Phật cảnh giới, nhưng Phật cảnh giới chẳng phải nhãn, vì nhãn sắc là cảnh giới của nhãn thức. Nhĩ giới là Phật cảnh giới, nhưng Phật cảnh giới chẳng phải nhĩ, vì nhĩ thanh là cảnh giới của nhĩ thức. Cho đến ý giới là cảnh giới Phật, nhưng cảnh giới Phật chẳng phải ý, vì ý pháp là cảnh giới của ý thức. Sắc giới là cảnh giới Phật, nhưng cảnh giới Phật chẳng phải sắc cảnh giới. Cho đến thức giới là cảnh giới Phật, nhưng cảnh giới Phật chẳng phải thức cảnh giới. Vô minh giới là cảnh giới Phật, nhưng cảnh giới Phật chẳng phải cảnh giới vô minh. Cho đến cảnh giới của già bệnh chết là cảnh giới Phật, nhưng cảnh giới Phật chẳng phải cảnh giới già bệnh chết. Nhục giới là cảnh giới Phật,
Vì không tướng tham, sắc giới là cảnh giới Phật, vì chẳng phải đối trừ tham. Vô sắc giới là cảnh giới Phật và chẳng phải không thấy rõ. Vô vi giới là cảnh giới Phật vì không hai tướng. Hữu vi giới là cảnh giới Phật vì không ba tướng. Này thiên tử, đây gọi là cảnh giới Phật. Cảnh giới như vậy vào tất cả giới, hoặc hữu biên hay vô biên, đều nhiếp hoại cả. Vì khéo vào cảnh giới ấy nên Bồ Tát thường đi trong tất cả cảnh giới thế gian, vượt qua cả ma giới. Do vậy, Phật giới cùng ba giới, Bồ Tát biết rõ như thật, tịch tỉnh bình đẳng, nên gọi là thần biến cao tột. Lại nữa, Bồ Tát chẳng an trụ bình đẳng, dùng pháp bình đẳng thành thục chúng sinh. Thế nào là bình đẳng và phi bình đẳng? Tất cả các pháp tự tánh không tịch, biết rõ như vậy gọi là an trụ bình đẳng, chẳng vào được pháp tánh không tịch thì gọi là phi bình đẳng. Mặc dù Bồ Tát thành thục chúng sinh, chẳng phải bình đẳng như vậy, thế nhưng cũng chẳng an trụ sự bình đẳng trống không. Tất cả các pháp vô nguyện bình đẳng, vô tác bình đẳng, vô sinh bình đẳng, vô diệt bình đẳng, ly nhiễm bình đẳng, tịch tỉnh bình đẳng, vô tánh bình đẳng, diệt bình đẳng, niết bàn bình đẳng, chúng sinh ấy chẳng biết pháp bình đẳng như vậy, Bồ Tát thành tục các chúng sinh như vậy, mà cũng chẳng trụ nơi bình đẳng. Vì thế nên chẳng trụ bình đẳng, chẳng ly bình đẳng, gọi là hạnh Bồ Tát. Thiên tử tương chủ bạch Bồ Tát Văn Thù Xin Lợi: Xin Ngài vì tôi mà nói những Bồ Tát hạnh. Bồ Tát Văn Thù Xin Lợi nói: Bồ Tát hạnh chẳng thể nghĩ bàn được. Thiên tử hỏi: Thế nào Bồ Tát hạnh chẳng thể nghĩ bàn? Bồ Tát Văn Thù Xin Lợi nói: Thực hiện lòng tham là hạnh Bồ Tát, vì tham chẳng thể nghĩ bàn. Thực hiện sân hận là hạnh Bồ Tát, vì sân chẳng thể nghĩ bàn. Thực hiện si là hạnh Bồ Tát, vì si chẳng thể nghĩ bàn. Keo lận là hạnh Bồ Tát, vì không ý tưởng bố thí. Chẳng phá giới là hạnh Bồ Tát, vì chẳng chấp tướng giới. Chẳng giận hại là hạnh Bồ Tát, vì không tướng nhẫn. Chẳng lười biếng là hạnh Bồ Tát, vì lìa niệm tinh tấn. Chẳng tán loạn là hạnh Bồ Tát, vì chẳng trụ nơi định. Rồi ngu si là hạnh Bồ Tát, vì chẳng sinh ý tưởng là trí. Không phiền não là hạnh Bồ Tát, vì không còn sở đoạn. Không tham ái là hạnh Bồ Tát, vì rời thân tướng. Lòng thương xót là hạnh Bồ Tát, vì bỏ lòng thương thuộc về nữ nhân. Không ô nhiễm là hạnh Bồ Tát, vì ngũ dục đáng khiển trách. Rời phi pháp là hạnh Bồ Tát, vì chứa hợp căn lành. Không tham tiếc là hạnh Bồ Tát, vì xả bỏ thân mạng. Dứt các ác là hạnh Bồ Tát, vì không nhiệt não. Không chấp trước là hạnh Bồ Tát, vì xa lìa yêu và chẳng yêu. Không hoại là hạnh Bồ Tát, vì quán phiền não. Không sợ hãi là hạnh Bồ Tát, vì vào vô biên sinh tử. Đại tinh tấn là hạnh Bồ Tát, vì phát mang tất cả chúng sinh. Chẳng thoái chuyển là hạnh Bồ Tát, vì thành nguyện xưa trọn vẹn. Các hạnh quý báu là hạnh Bồ Tát, vì nhiếp tam bảo. Tất cả hạnh là hạnh Bồ Tát, vì siêng tu pháp trợ đạo. Không chướng ngại là hạnh Bồ Tát, vì rời hai bên. Không lỗi lầm là hạnh Bồ Tát, vì được người trí khen. An trụ tâm là hạnh Bồ Tát, vì nhớ tất cả chúng sinh. Không phân biệt là hạnh Bồ Tát, vì xem thấy tất cả một cách bình đẳng. Hiện thiện trượng phu là hạnh Bồ Tát, vì gánh vác không lười mỏi. Mạnh mẽ là hạnh Bồ Tát, vì phá bỏ tất cả phiền não. Tánh kiên định là hạnh Bồ Tát, vì việc làm chẳng bỏ giữa chừng. Tánh siêu việt là hạnh Bồ Tát, vì tinh tấn chẳng thoái lui. Tánh tùy thuận là hạnh Bồ Tát, vì đối với bạn bè chẳng trái nghịch. Tánh hoan hỷ là hạnh Bồ Tát, vì làm cho kẻ làm ác hoan hỷ. Vui vẻ tinh sâu là hạnh Bồ Tát, vì thấy Phật nghe pháp thờ thầy nên vui mừng.
Mão giáp kim cang là hạnh Bồ Tát vì chẳng phá luật nghi. Trang nghiêm Phật độ là hạnh Bồ Tát vì thanh tịnh tâm mình. Tinh ưa tất cả là hạnh Bồ Tát vì nhập tối thượng thừa. Biết ơn báo ân là hạnh Bồ Tát vì chẳng dứt giống Phật. Trí tuệ phương tiện là hạnh Bồ Tát vì nhiếp thọ không dứt. Lúc Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói những hạnh Bồ Tát ấy, có 500 Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn. Thiên tự thương chủ nói, lành thay, Ngài Văn Thù sẽ lợi khéo nói hạnh Bồ Tát ấy. Nếu các Bồ Tát làm được như vậy, tức là đã được Đức Như Lai thọ ký, Đức Phật nói. Đúng như vậy, này thiên tử, thuở xưa lúc ta được hạnh Bồ Tát ấy, Đức Phật nhiên đăng thọ ký cho ta, lúc ấy ta được vô sinh pháp nhẫn. Đây gọi là Như Lai thần biến cao tột, người đã thành tựu nghiệp thanh tịnh một cách như thật như vậy, mới có thể tu tập hạnh Bồ Tát ấy. Thiên tử thương chủ bạch Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là vô sinh, thế nào sẽ được vô sinh nhẫn ấy? Đức Phật nói, này thiên tử, vô sinh ấy chẳng phải trước có rồi sau sinh, rồi sau nói vô sinh, chính là vốn tự chẳng sinh nên gọi là vô sinh. Chẳng phải trước có khởi rồi sau nói vô khởi, chính là xưa nay chẳng khởi nên gọi là vô khởi. Chẳng phải trước có tướng rồi sau nói vô tướng, chính là xưa nay không có tướng nên gọi là vô tướng. Chẳng phải trước có tạo tác rồi sau nói vô tác, chính là xưa nay tự chẳng tạo tác nên gọi là vô tác. Chẳng phải trước có chúng sinh rồi sau nói không, chính là chúng sinh là tánh không nên nói là không. Biết rõ không sinh không diệt, vốn không bị nhiễm trước như vậy thì gọi là không sinh. Biết được tất cả chúng sinh, tất cả cõi nước xưa nay chẳng sinh như vậy thì gọi là vô sinh nhẫn. Biết được tất cả thanh văn và bích chi Phật xưa nay chẳng sinh như vậy thì gọi là vô sinh nhẫn. Biết được tất cả Bồ Tát, tất cả chư Phật xưa nay chẳng sinh như vậy thì gọi là vô sinh nhẫn. Biết được tất cả các pháp xưa nay chẳng sinh như vậy thì gọi là vô sinh nhẫn. Này thiên tử, vì các pháp chẳng sinh nên sát na không. Vì sát na không nên gọi là vô tướng. Vì sát na vô tướng nên sắc sát na không. Vì sắc sát na không nên thọ tưởng hành thức sát na không. Vì thức sát na không nên giới sát na không. Vì giới sát na không nên xứ sát na không. Nếu sát na không thì không có chỗ có. Vì không có chỗ có nên không có chỗ nhiễm. Vì không nhiễm nên xa lìa tự tánh. Vì xa lìa tự tánh nên gọi là các pháp xưa nay tĩnh lặng. Biết được như thế là ngộ bình đẳng như vậy thì gọi là vô sinh nhẫn thọ ký Bồ Đề. Người được vô sinh nhẫn này là không chỗ được. Thế nào gọi là có chỗ được? Thế hai tướng ngã, ngã sở. Có chỗ được thì gọi là có chỗ được. Thế hai tướng chúng sinh thọ dễ, dưỡng dục ngã nhân thì gọi là có chỗ được. Thế nào gọi là không chỗ được? Thấy tự tánh của ngã và ngã sở, biết rõ không có hai thì gọi là không chỗ được, là thành tựu vô sinh nhẫn. Này thiên tử, trong vô số kiếp Bồ Tát tu hành nhẫn ấy thì gọi là Như Lai thần biến cao tột. Lúc Đức Như Lai nói nhẫn ấy, cả tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả thế giới, trong ngàn âm nhạc chẳng trỗi tự kêu, giữa hư không mưa hoa đẹp, có 42.000 chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, 9 vạn Bồ Tát được tùy thuận pháp nhẫn, do thần lực của Phật làm cho thế giới ta bà này giống như lúc Đức Phật nhiên đăng vào thành Liên Hoa. Bây giờ Đức Thế Tôn liền mỉm cười, có vô lượng trăm ngàn tia sáng màu từ miệng Phật phóng ra, chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới lên đến trời phạm thế, che khuất cả ánh sáng mặt trời mặt trăng. Ánh sáng ấy trở về nhiễu Phật 3 vòng rồi nhập vào đảnh Phật. Tôn giả A Nan đứng dậy, để ở vai áo bên phải, gối phải chấm đất chắp tay cung kính nói kệ bạch Phật. Con hỏi đấng trang nghiêm, quang minh không ai bằng, phá các tối phiền não, do cớ gì mỉm cười, dẹp phá các ma oán, hàng phục các ngoại đạo. Con hỏi đấng thập lực, do cớ gì mỉm cười, Như Lai sắc thù diệu, đủ 32 tướng, được 10 phương tôn kính, do cớ gì mỉm cười, biển trí cây trí tuệ, khai đạo các quần sinh, công đức lớn vô biên,
do cớ gì mỉm cười, tiến tú khắp ba đời, rơi cấu đủ ba minh, đã độ ba giải thoát, do cớ gì mỉm cười, y vương phá sanh tử, dưới chân đủ luân tướng, thân kim cương bất hoại, do cớ gì mỉm cười, ai hay đủ nhận ấy, ai tu tịnh hạnh ấy, chỉ cầu Phật công đức, nên Thế Tôn mỉm cười, đạo sư hiện mỉm cười, tất cả có nhân duyên, lành thay, diễn phạm âm, khiến đại chúng hoan hỷ. Phật bảo Tôn giả A Nan, lúc ta nói pháp môn ấy, có 72.000 chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề, 32.000 bồ tát được vô sinh pháp nhẫn. Này A Nan, ông có thấy thiên tử thương chủ chăng? Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Này A Nan, thiên tử thương chủ ấy đã từng cúng dường vô số chư Phật, khuyến phát vô lượng chúng sinh an trụ vô thượng bồ đề. Thiên tử thương chủ ấy quá 300 a tăng kỳ kiếp sẽ được vô thượng bồ đề, hiệu công đức vương, quang minh Như Lai, ứng cúng trên biến tri, minh hành túc tiền thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thế nhân sư Phật Thế Tôn, có nước tên thanh tịnh, kiếp tên vô cấu. Cõi ấy đều làm bằng bảy báu, đất bằng phẳng có 8 thềm đường, giăng những màn lưới báu nhiều thứ trang nghiêm. Cõi ấy không có tên thanh văn bích di Phật và các ngoại đạo, không có ma sự phá chánh pháp, cũng không có 8 nạn và các phi pháp và tiếng khổ não. Chúng sinh cõi ấy tùy tâm sở nguyện, y phục trân ngoạn đồng như trời tạo hóa tự tại, thân hình kim sắc đủ 32 tướng, đều an trụ vô thượng bồ đề, nên gọi là thế giới thanh tịnh. Phật công đức quang minh thọ 40 tiểu kiếp, trong Phật pháp ấy có 62 cử chỉ Bồ Tát do nguyện lực nên niết bàn theo Phật ấy. Này A Nan, nếu có Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ đề được vô sinh dẫn ấy, tất cả đều sẽ sinh về thế giới thanh tịnh, được công đức vương quang minh Như Lai tọa ký vô thượng Bồ đề. Bây giờ trong pháp hội có thiên tử tên quan sát lấy hoa trời Mạn Đà La ra trên Phật mà bạch, lúc công đức vương quang minh Như Lai thành đạo vô thượng, tôi sẽ sinh về thế giới thanh tịnh, làm chuyển luân vương, cúng thờ Phật ấy và chúng Bồ Tát, được thừa Phật vị, làm Phật chứng vô thượng Bồ đề. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, quan sát thiên tử sẽ ở trong pháp của công đức vương quang minh Như Lai, làm chuyển luân vương tên Thiện Kiến, dùng vô lượng đồ cúng dường cung kính dâng lên Phật ấy, đầy đủ viên mãn pháp trợ Bồ đề, sẽ thành Phật tại thế giới ấy, hiệu Phổ Quang Minh Như Lai, ứng đẳng chánh giác. Này A Nan, vua Thiện Kiến lập trưởng tử nối ngôi, rồi theo Phật ấy xuất gia tu hành. Lúc sắp niết bàn, Đức Phật ấy thọ ký cho Bồ Tát Thiện Kiến, kế sẽ thành vô thượng Bồ đề. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nói với thiên tử thương chủ, Đức Như Lai đã thọ ký Bồ đề cho ngài. Thiên tử nói, này Tôn giả, như Đức Phật là người biến hóa thọ ký cho, tôi cũng như vậy, như tánh chân như chẳng tăng chẳng giảm, Thế Tôn thọ ký cũng chẳng tăng giảm. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, này A Nan, pháp môn như vậy ông phải thọ trì, rộng giảng thuyết cho mọi người, khiến được lợi ích an lạc cho vô lượng chúng sinh, để giúp thọ các Bồ Tát vị lai. Tôn giả A Nan bạch Đức Phật, con đã đảnh thọ, sẽ đặt tên gì và thọ trì thế nào? Đức Phật nói, này A Nan, kinh này tên là kinh Nói Đại Thần Biến, cũng tên là Văn Thù Sở Lợi Sở Thuyết Mật Ngữ, cũng tên là kinh Thương Chủ Sở Vấn, nên thọ trì như vậy. Này A Nan, nếu thiện nam thiện nữ có thể tính thọ đọc tụng rong nói kinh này, thì là đã nhiếp tất cả công đức. Phật nói kinh này xong, tuệ mạng A Nan và chúng tỳ kheo, thiên tử thương chủ và vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Na Do Tha các thiên tử Bồ Tát Văn Thù Sở Lợi và vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát từ 10 phương thế giới đến hội họp cùng tất cả thế gian trời người Atula nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bảo Tích